Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bộ phim tiếp theo của Chúa Tể của các loài phim. Và hôm nay Chúa Tể của các loài phim mang đến cho các bạn một bộ phim hành động hấp dẫn của Hàn Quốc có tựa đề Bản Cam Kết. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bản Cam Kết bắt đầu với một loạt hình ảnh bí ẩn, chiếc cặp táp, một góc khuôn mặt của người đàn ông đang mải ăn uống, chiếc bếp ga đỏ lửa và món ăn hấp dẫn. Hóa ra người đàn ông cô đơn ngồi nhậu một mình, có vẻ như anh ta và bà chủ quán nhậu có mối quan hệ khá thân tình. Họ trò chuyện và hỏi thăm nhau về tình hình hai đứa nhóc nhà anh, dặn dò nhau giữ sức khỏe và hy vọng đối phương có cuộc sống tốt. Người đàn ông sau khi rời khỏi quán nhậu liền bị một nhóm những kẻ lạ mặt chặn đường. Sau đó cảnh sát xuất hiện, nói rằng đã biết thân phận của anh ta và kêu anh ta đầu hàng. Anh ta vừa đưa tay lên ngực để lấy tấm hình chụp ba bố con thì đã bị một viên đạn găm vào ngực trái và đổ gục. Cảnh phim chuyển đến một căn cứ quân sự của Triều Tiên đang nhốt rất nhiều người có ý định vượt biên. Trong số đó có hai đứa con của người đàn ông vừa bị cảnh sát bắn. Cậu con trai lớn Lee Jong-hee đồng ý trở thành gián điệp để bảo vệ cô em gái và có cơ hội tìm cha mình. Seoul 2011, một người đàn ông bị giết bởi một kẻ mặc bộ đồ bác sĩ với khẩu trang và mũ trùm đầu kín mít. Lại thêm một vụ giết người trong thang máy. Lần này kẻ ra tay chính là người đàn ông xuất hiện đầu tiên trong quán nhậu. Hóa ra ông ta vẫn còn sống sau khi bị lãnh một viên đạn vào ngực. Cảnh sát bắt tay và điều tra vụ án mạng trong thang máy. Lee Jong-hee lúc này 16 tuổi và đổi tên thành Kang Tae-hoo và vượt biên sang Hàn Quốc. Sau đó cậu nhóc được một gia đình giàu có nhận nuôi và bắt đầu một cuộc đời có vẻ sẽ tốt hơn. Nhưng có vẻ thái độ người cha nuôi đối tốt với Tae-hoo không được thích cho lắm. Người cha nuôi bắt đầu đặt ra những quy định trong nhà buộc Tae-hoo phải thực hiện. Mẹ nuôi sau ấn tượng thân thiện ban đầu cũng bắt đầu có thái độ dè chừng với Tae-hoo. Không rõ lý do là gì mà Tae-hoo bị cả lớp cười nhạo ngay từ buổi đầu đi học. Ngay sau đó, màn chào hỏi của những tay anh chị trong trường đối với ma mới. Những tưởng được xem một trận ẩu đả ra trò thì mấy thầy giáo lùn lùn xuất hiện. Lũ học sinh hư toàn mạng quay về, còn Tae-hoo tiếp tục giấu được bản lĩnh thực sự của mình. Trong lúc quay về lớp học, Tae-hoo phát hiện ra cô bạn cùng bàn Yeo-sun đang ngó trộm lớp học múa ba lê. Cảnh phim lúc này chuyển sang một gian nhà kho tối tăm, một người có dáng vẻ hoảng hốt đang chạy rất nhanh. Sau đó xuất hiện tiếng bước chân của một gã đàn ông cầm súng. Tên vừa chạy đó sợ hãi gọi điện về nhà bố mẹ nuôi của Tae-hoo nhưng không ai bắt máy. Cuối cùng anh ta bị giết và kẻ gây án có dáng dấp khá giống với bố ruột của Tae-hoo nhưng khuôn mặt lại bị ẩn sâu trong bóng tối. Kết thúc buổi học về nhà, Tae-hoo nhận được bưu phẩm bên trong là một chiếc điện thoại di động. Nhiệm vụ Tae-hoo được giao là tìm hung thủ đã gây ra những vụ án trong thời gian gần đây mà nạn nhân đều là các đặc vụ của Triều Tiên. Tae-hoo nhanh chóng nhận súng được cấp để thực hiện nhiệm vụ. Dù không lấy được thông tin cần thiết, nhưng thân thủ của Tae-hoo đủ khiến người xem phấn khích và không kém phần lạnh gáy vì ra tay quá ác. Quay trở lại lớp học, Tae-hoo khiến cả lớp nể phục với khả năng học siêu đỉnh. Cô bạn cùng bàn chụp học múa ba lê lại bị tụi học sinh hư bắt nạt. Tae-hoo tiếp tục điều tra tung tích tên sát thủ. Lần này cậu nhóc đã lấy được thông tin, cũng lại lấy đi một mạng người. Lần theo thông tin có được, Tae-hoo dằn mặt được kẻ có liên quan đến sát thủ, nhưng đồng thời Tae-hoo cũng bắt đầu vào tầm ngắm của cảnh sát. Bạn cùng bàn Yeo-sun lại bị bắt nạt. Lần này Tae-hoo không để chúng lộng hành như trước. Chỉ mất vài phút để giải quyết gọn lũ học sinh hư hỏng và khiến chúng vô cùng run sợ, đặc biệt là khi vô tình hạ gục cả thầy giáo. Một cô gái tóc ngắn lạ xuất hiện trong trường học và đưa cho Tae-hoo một túi đồ. Chà, hóa ra là bạn cùng bàn Yeo-sun yếu đuối trước kia. Không những vậy, Yeo-sun còn nhờ Tae-hoo giả làm anh mình để đi đăng ký lớp học múa ba lê. Sau đó đôi bạn trẻ có một màn đi dạo dưới mưa đầy lãng mạn. Kẻ trong ô tô được Tae-hoo tha mạng tìm đến một hiệu thuốc để tìm tung tích của một gã đàn ông nào đó. Bọn chúng tìm thấy một két sắt đầy tiền, cũng tìm thấy người cần tìm và giết luôn không cần nói nhiều lời. Sau đó đồng bọn của hắn cũng hết tiền và chuẩn mất. Tae-hoo quay về nhà và gặp gã đó đang ngồi đợi mình trong nhà. Cha nuôi đã chết, giữa hai người đàn ông lạ mặt không có gì để nói. Mọi chuyện giải quyết bằng nắm đấm, dao súng và Tae-hoo đã giải quyết được kẻ thù với vô số vết thương và nhát dao rạch trên mặt. Sau đó ngụy tạo hiện trường vụ nổ và biến mất. Cậu nhóc đến quán nhậu trước đó bố cậu đã từng nhậu và ngất xỉu vì vết thương quá nặng. Cảnh sát lần tìm đến nhà của Tae-hoo và phát hiện ra được một số dấu vết khả nghi. Tae-hoo chuyển đến ở cùng bà chủ quán nhậu. Bà chủ nhận cậu làm con nuôi. Tae-hoo cho bà chủ xem bức hình ba bố con. Bà nhanh chóng nhận ra bố của cậu là khách quen của ngày trước, nhưng lại không cho cậu nhóc biết. Hai chiếc ô tô đen xuất hiện, một người lộ diện, còn một kẻ trong bóng tối. Kẻ trong bóng tối lo lắng về những người đã bị giết, còn kẻ ngoài sáng lại ung dung vì đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Tae-hoo lại nhận được một chiếc điện thoại và lần này cậu phải thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nếu thành công có thể quay về Bắc Hàn đoàn tụ với em gái. Tae-hoo xuất hiện tại một công trường đang xây dựng. Nơi này xuất hiện hai kẻ bí ẩn và chúng trao đổi với nhau về một vấn đề gì đó. Cuộc trao đổi vẫn còn dở dang thì Tae-hoo đã tiến vào xào huyệt và xử đẹp tất cả. Một kẻ vẫn còn sống sót sau vụ nổ nhưng dễ dàng bị Tae-hoo tóm gọn. Tae-hoo tìm đến nơi Yeo-sun tập múa ba lê để tạm biệt. Tae-hoo chuẩn bị về Bắc Hàn nhưng lại bị kẻ dẫn đường đâm một nhát dao và lệnh của cấp trên là phải thủ tiêu Tae-hoo. Với bản lĩnh của mình, cậu nhóc đã xử đẹp gã nhưng con đường trở về đoàn tụ với em gái dần trở nên xa vời. Những điệp viên Bắc Hàn bị lộ diện, kẻ chọn phương án tự tử, kẻ bị tóm gọn. Cậu nhóc Tae-hoo quay trở lại quán nhậu và thấy cảnh sát đang bao vây bà chủ. Bà ra dấu hiệu cho cậu nhóc chạy trốn, sau đó bị một kẻ trong bóng tối hạ gục bằng một viên đạn vào bụng. Cảnh sát đuổi theo kẻ nổ súng nhưng lại bị Tae-hoo uy hiếp. Cậu nhóc sau đó ôm vết thương bỏ chạy và trong lúc không biết đi đâu đã tìm đến nhà của Yeo-sun để lánh nạn. Yeo-sun xem bản tin và biết được thân phận thực sự của Tae-hoo. Tae-hoo bị Bắc Hàn truy lùng, còn cậu vẫn ở nhà Yeo-sun dưỡng thương. Trong lúc Yeo-sun đi siêu thị đã gặp cảnh sát và bị dò hỏi về hành tung của Tae-hoo.
Cảnh phim chuyển đến sân bay, một người đàn ông điển trai và lạ mặt xuất hiện. Hắn dẫn theo cô em gái của Tae-hoo. Chắc hẳn đây là âm mưu của bọn Bắc Hàn để có thể tìm được cậu nhóc. Điện thoại Tae-hoo bỗng nhận được cuộc gọi thông báo về việc em gái được đưa tới Nam Hàn. Điều kiện để được gặp em gái là phải thực hiện thêm một nhiệm vụ nữa. Tae-hoo phóng xe đi mất, để lại cho Jo-sun bức ảnh gia đình mình và một lá thư. Jo-sun liền liên hệ với cảnh sát để thông báo tình hình. Cảnh sát nhanh chóng giàn quân để theo dõi hành tung của Tae-hoo. Tae-hoo gặp được kẻ đang nắm thóp mình, cũng gặp được em gái sau khoảng thời gian dài xa cách. Cậu nhóc giao được thứ cho bọn chúng cần, nhưng sự can thiệp của cảnh sát đã khiến mọi chuyện trở thành mớ hỗn độn. Em gái của Tae-hoo lại bị dẫn đi mất và cô bé bị cảnh sát Nam Hàn bắt giữ, còn Tae-hoo thì tháo chạy. Jo-sun bị người Bắc Hàn bắt cóc, hắn đe dọa Tae-hoo. Tae-hoo liên hệ với cảnh sát đang giữ em gái của mình để được nói chuyện với em gái. Sau đó người anh trai thất thểu bước trên đường, rơi nước mắt vì không lo được cho em, nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy để đi cứu Jo-sun và để lại dấu vết cho cảnh sát Nam Hàn, khiến khán giả vô cùng cảm phục. Một trận hỗn chiến là điều không thể thiếu. Tae-hoo dù bị thương vẫn kiên cường chiến đấu và với trí thông minh của mình đã cứu thoát cô bạn cùng bàn, nhưng chính mình lại bị hạ gục dưới họng súng của người mình đã từng phục vụ. Tae-hoo ra đi khi bình minh vừa ló dạng và số phận bi thảm của cậu nhóc khiến cho tất cả mọi người đều rơi nước mắt. Như vậy là chúng ta đã cùng theo dõi xong bộ phim Bản Cam Kết rồi. Các bạn thấy sao? Bộ phim không chỉ có những pha hành động hay mà còn có rất nhiều cảnh cảm động nữa, đúng không nào? Nếu cảm thấy video này thú vị, hãy like, comment, share để ủng hộ chú tể của các loài phim. Và đừng quên ấn follow để theo dõi thêm các bộ phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ chú tể của các loài phim.